Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến chúc mừng công an huyện Lang Chánh. Tham gia đoàn có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban huyện ủy, ủy ban nhân dân, các đơn vị trong huyện. Chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an huyện Lang Chánh, đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an huyện Lang Chánh đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí khẳng định, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, công an huyện Lang Chánh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, đấu tranh triệt phá thành công nhiều vụ án quan trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời làm tốt vai trò vừa là cơ quan tham mưu, vừa là lực lượng nòng cốt để củng cố hệ thống chính trị, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định cho sự phát triển của huyện nhà và là chỗ dựa tin cậy vững chắc cho cấp ủy chính quyền và sự bình yên cho nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị trong thời gian tới, Công an huyện Lang Chánh sẽ tiếp tục đoàn kết, xây dựng lực lượng công an nhân dân không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt lãnh đạo Công an huyện, Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo huyện, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện trong thời gian qua và khẳng định trong thời gian tới, lực lượng công an huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện về nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đảm bảo bình yên cho cuộc sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.